Vụ giật nóng 1 triệu làm gì? Tao thanh lý cái mớ cá chết ở nhà sự. Nó bán rẻ quá. Hả? Cá nhà sự chết à? Ừ. Cụ có tận mắt chứng kiến không? Ui, nó nổi trắng tinh nhau kìa. Úi giời ơi, thế thì vật vã rồi. Fan này thì xem thằng nào trông xe cho thằng nào. Mà này Tích ơi, không hiểu tại sao cá nó chết trắng ao, thế mà con thủy quái vẫn sống, thế mới tải. Con thủy quái vẫn còn sống à? Ừ. Ok, bao nhiêu quy hỏng thế mà vẫn còn sống à? Úi giời ơi, thế thì còn nước non mẹ gì nữa nhỉ? Cụ phải bám sát mọi di biến động của nhà sự, xem nó đi đâu, làm gì, gặp ai, thằng nó gặp tên là gì? Để nó tí. Ừ, ngay như cứ ta đang nói, cứ nhảy vào mồm người ta ngồi thế là thế nào? Để hớt váng, để nâng tay trên, để ăn cắp quan hệ, để đi trước đón đầu, để... Tao hiểu rồi, mày làm tao chóng hết cả mặt. Hiểu rồi, tao đi. Cái thằng này mày quá đây, tao tát vào mặt mày bây giờ chứ này. Cầm 1 triệu rồi còn gì nữa? Ở đây rồi. Tao đi. Cái gì? Ở mặt này, ok.